Sáng hôm nay này nó nở được nhiều á, cái bông hôm qua là nó teo rồi. Ngộ cái năm nay sao nó nở buổi sáng. Mỗi năm thì tối khuya nó mới nở. Năm nay nó ra bông hết sức là nó nở buổi sáng ở dưới lòng thòng thòng. Nó đẹp hết sức à. Thơm nữa. Hoa quỳnh này năm nay thì nó nở nhiều chứ, mỗi năm có một hai bông à, rồi hai mấy năm nay nó không có ra, mấy năm trước không. Cái ham hết sức à, năm nay nó cái chậu này nó ra hết sức. Cái chậu hoa quỳnh này thì nó được ba bông và nó giờ nó nở được bông rồi. Đẹp chưa? Bên đây nó còn bông cái chỗ này. Cái chậu này sáng nay nó nở được hai bông. Cái bông này nó nở hồi sáng hôm qua nè, hôm qua nở có một bông một à, giờ nó héo rồi. Cái này sáng nay còn mấy cái bông này chắc ngày mai, sáng ngày mai nó nở. Cái này có cái bông này, cái nhụy của nó quá đẹp. Sáng nay thì nở được chậu này nở hai bông đây, hai bông. Cái này chắc nó nở sớm, cái mình ra thì trễ cái nó tớp cái đầu lại rồi. Cái nhị cái của bông này nó cũng tua tủa đẹp hết sức luôn. Cái đầu nó hơi tớp lại rồi. Nó ra đây. Nó nằm ở trên này vậy thế. Tuốt ở dưới này nè, dưới này ở dưới này hai bông dưới lòng thòng hay tới dưới cái lương nè.
thấy thích ghê luôn. Dòng nữa. Đấy. Sáng uống cà phê ngắm hoa quỳnh. Đây, quá. Đây, cái chậu này thì được 5 bông nè. Đặc điểm là cái điều đặc biệt năm nay á, thì hoa quỳnh nó lại nở vào buổi sáng. Này là khoảng 7 giờ mấy sáng. Nó nở, mình thức dậy cái mình ra mình thấy. Hôm qua thì nó nở một bông. Cái mình ban đêm 12 giờ khuya mình đi ra mình canh nó không có nở. Rồi cái sáng cái mình thức dậy mình ra uống cà phê cái thấy nó nở, rồi hôm nay cũng vậy nè. Cái chậu này được. Chậu này được. Tức thơm hết sức thơm luôn. Ali. Thơm nước mũi luôn. Thích quá giờ năm nay thích quá. Không có năm nào mà nó nở như ban ngày như năm nay chứ, mấy năm trước nè cái này được, cái chậu này được 5 bông. Chậu này được 50 bông. 4 bông. Năm nay nó ra nhiều mà nó đặc điểm của nó là nó nở ban ngày. Ly. Đó. Kêu đánh thức ly thức dị để mà đi ra thưởng thức hương thơm của hoa quỳnh. Đặc điểm gì nó ngộ đây hả. Thích không? Thấy thích không? Đấy. Nó sẽ nó rụng rồi. Mười mấy bông rồi nó rụng. Hồi lúc nó còn ấy nó rụng hết 5 bông. Tôi để ý hàng ngày mà. Bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tám với còn tám. Còn tám bông. Tám bông bên kia 5 bông. Trời ơi, chín, mười, mười ba. Mười mấy bông. Năm nay cái chậu này nó ra hết chứ. Nhìn xem cái nhụy trong của nó nè. Cái nhụy của nó cũng đẹp nè. Năm nay nó nhụy đẹp hết sức không. Cái này chắc tối chắc sáng ngày mai nó nở hết rồi. Cái này thì họ sáng hôm qua nó nở nè, bây giờ nó héo rồi. Nó sẽ hôm qua nở có một bông một bông này bữa nay thì nó nở được 3 bông ha. Thôi thật sự chút xíu thôi. Rồi cái chậu này thì chậu này nó năm nay không có ra bông. Mình trồng 3 chậu. Để đây 2 chậu. Bên đây 1 chậu. Chậu này được 5 bông, 5 bông nữa. Rồi.
ly vô nhà hả? Ly vô nhà đây. Hửi mùi hương của Ba Quỳnh đã nó thơm hết sức nè. Thôi. Bye bye.